chào tất cả các anh chị. Các anh chị đều biết rằng là chiến lược phát triển MDRT là một chiến lược rất là xuyên suốt của tập đoàn AIA. 4 năm liền chúng ta đều giữ ngôi vị số 1 thế giới về số lượng MDRT. Ở AIA Việt Nam, trong rất là nhiều năm chúng ta tập trung phát triển lực lượng đại lý ngoại hạng, nhưng bắt đầu từ năm 2017, công ty cũng tập trung cùng với tập đoàn về chiến lược MDRT. Để trở thành MDRT, ngoài chuyện về thu nhập, chúng ta có rất nhiều quyền lợi liên quan đến rất nhiều vấn đề, vì thẩm định liên quan đến khách hàng, liên quan đến huấn luyện, liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp đối với cả AA. Và các bạn hãy tập trung để phát triển MDRT, ngoài việc mà chúng ta phát triển cơ hội nghề nghiệp của mình, thì hình ảnh của người đại lý, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một cái hình ảnh người đại lý mới trên nền tảng của thị trường Việt Nam, và chúng ta thay đổi hình ảnh của người đại lý toàn bộ trên thị trường Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị trở thành MDT sớm.